ơn quý vị khán giả đã tiếp tục theo dõi chương trình. Và tiếp theo xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới ngày 28 tháng 10 có một số tin nổi bật như sau. Các tù nhân Thái Lan xếp đội hình thành số 9 để tưởng nhớ tới quốc vương Bunmiwai. Truyền thông quốc tế vừa loan báo hơn 3.000 tù nhân đang bị giam giữ bên trong một nhà tù ở tỉnh bang Bunhun Thami của Thái Lan vào ngày thứ Năm 27 tháng 10 đã cùng nhau xếp hàng thành số 9, vốn được xem là biểu tượng của quốc gia Đông Nam Á nêu trên. Nhằm mục đích vinh danh cố quốc vương Bunmiwai Adulyadej, người vừa băng hà vào ngày 13 tháng 10 sau gần một thập niên ngồi trên ngai vàng. Toàn dân Thái Lan hiện đang để tang cho quốc vương Bunmiwai và lễ quốc tang được cho là sẽ kéo dài trong suốt một năm, nhằm để tưởng nhớ tới vị vua đáng kính. Khoảng 3.699 tù nhân tại nhà tù dành cho thiếu niên ở tỉnh bang Bunmiwai đã đứng xếp hàng suốt gần một tiếng đồng hồ trên sân. Nhà tù này tọa lạc cách thủ đô của Bangkok khoảng 40 km về phía bắc. Thái tử Thái Lan Mahavajiralongkorn, 64 tuổi, theo dự trù sẽ lên nối ngôi. Tuy nhiên là buổi lễ đăng quang sẽ không được diễn ra cho tới khi thi hài của quốc vương Bunmiwai được mang đi hỏa táng. Tổng thống Bồ Đào Nha gặp gỡ cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro. Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebolo de Sousa đã vừa tới hội kiến cùng cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro tại thủ đô của Havana vào ngày thứ Tư 26 tháng 10, nhân chuyến công du mới nhất tới đảo quốc của Nam Mỹ, nêu trên. Mục đích của chuyến viếng thăm lần này là nhằm để thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia đồng minh. Được biết trước đó vào buổi sáng cùng ngày, khi Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo de Sousa cũng đã tới gặp em trai của ông là Fidel Castro, tức đương kim lãnh đạo Cuba Raúl Castro. Nội dung của cuộc họp được cho là xoay quanh quá trình bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc về chính sách cấm vận của Hoa Kỳ đối với Cuba. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ tự nguyện không bỏ phiếu chống lại chính sách này. Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro đã không quên gửi lời tri ân tới Tổng thống Bồ Đào Nha vì quốc gia của ông đã không ngần ngại giúp đỡ chính phủ của Havana vào những lúc khó khăn nhất. Sau khi kết thúc chuyến thăm ngắn ngủi tới Cuba, thì lãnh đạo Bồ Đào Nha cũng đã tiếp tục lên đường sang thành phố cảng của Castaneda của Colombia để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Ibero-American. Bản tin ngoài ra còn cho biết, kể từ khi Hoa Kỳ và Cuba chính thức bình thường hóa quan hệ, thì đã có rất nhiều nhà lãnh đạo của Âu Châu tới thăm thủ đô Havana. Công kích đẫm máu tại thành phố Idlib của Syria khiến cho nhiều trẻ em bị thương vong. Thưa quý vị, những cuộc công kích đẫm máu không rõ do quân chính phủ Syria hay là không lực Nga thực hiện đã vừa cướp đi sinh mạng của ít nhất là 26 người, hầu hết đều là trẻ em, và tại một ngôi làng thuộc tỉnh của Idlib vào ngày thứ Tư 26 tháng 10. Lực lượng cứu nạn địa phương cho biết, màn công kích nêu trên được cho là nhằm mục đích vào một khu dân cư đông người sinh sống và một trường học ở làng Haas. Nhiều đoạn video đăng trên mạng xã hội đồng thời đã ghi lại được cảnh tượng nhiều đám khói đen bốc cao lên không trung trong khi các viên cấp cứu đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân bên trong đống đổ nát. Nhiều chiếc xe cứu thương đã ngay lập tức được phái tới khu vực bị công kích để đưa những người còn sống sót vào bệnh viện cấp cứu. Số người bị thiệt mạng được ước tính sẽ tiếp tục gia tăng trong vài ngày tới đây. Đài truyền hình quốc gia Syria vào cùng ngày loan báo đã có nhiều phiến quân khủng bố bị tiêu diệt trong một cuộc công kích ở làng Haas. Tuy nhiên là đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở tại Anh Quốc lại cho rằng nạn nhân của vụ việc hầu hết đều là dân thường. Thị trấn Camerino của Ý bị động đất tàn phá. Một đoạn video đăng trên mạng xã hội vào ngày thứ Tư, ngày 26 tháng 10 đã quay lại cảnh tượng hoang tàn tại thị trấn Camerino thuộc tỉnh bang của Marche của nước Ý sau khi nơi này bị rung chuyển bởi những trận động đất. Nhưng may mắn không có bất kỳ một ai bị tử vong. Nhiều nhà cửa và hạ tầng cơ sở trong khu vực đã bị trận thiên tai tàn phá một cách nặng nề. Truyền thông địa phương cho biết, hai trận động đất mạnh với cường độ lên đến 5.4 và 6.0 độ Richter đã được ghi nhận xảy ra tại miền đông của Ý Quốc vào tối thứ Tư, khiến cho người dân vô cùng hoang sợ vì trước đó quốc gia này đã từng phải đối mặt với một trận động đất chết người. Nhìn vào màn ảnh TV thì chúng ta có thể thấy là cảnh tượng người dân đang đứng tập trung tại một công trường trong thành phố, và nhiều người trong số này thì đã vội vã xách vali bỏ đi.
Tâm chấn của cả hai trận động đất đều được ghi nhận gần thị trấn của Castro San Tangelo, Susnera thuộc tỉnh bang của Machir. Hai đợt rung chuyển nêu trên xảy ra cách nhau khoảng 3 tiếng đồng hồ. Và những tin tức vừa mới thu thập cho thấy thì hậu quả của đợt thiên tai lần này không nghiêm trọng như trận động đất vào ngày 24 tháng 8 tại các tỉnh của Machir, Lazio và Umbria của Ý, vốn đã khiến gần 300 người bị tử vong. Nữ phi công Nadiya Savchenko quay trở về Nga để tham gia vào phiên tòa phúc thẩm của các đồng bào người Ukraine. Một nữ phi công quân sự đến từ Ukraine, Nadiya Savchenko, người từng được chính phủ Nga ân xá và phóng thích trong một cuộc trao đổi tù nhân vào hồi tháng 5 năm 2016, đã vừa quay trở lại thủ đô Moscow vào ngày thứ Tư, ngày 26 tháng 10, nhằm mục đích bày tỏ sự ủng hộ đối với hai công dân người Ukraine đang bị giam giữ tại Nga. Được biết trước đây thì bà từng bị Nga bắt giam trong suốt 2 năm vì tội danh sát hại hai ký giả người Nga ở miền đông Ukraine vào năm 2014. Kể từ khi được thả tự do về lại cố quốc vào tháng 5 vừa qua cho đến nay, thì cựu tù nhân chiến binh Nadiya đã không ngừng tham gia vào các cuộc vận động kêu gọi Nga và Ukraine tiến hành trao đổi tù binh với nhau. Trong bối cảnh có đến là 25 công dân người Ukraine bị Nga hoặc là nhóm phiến quân ly khai thân Nga bắt giữ. Trong phiên xem xét trước đây, thì tòa án tối cao Nga đã tuyên án từ 20 đến 22 năm tù đối với hai công dân người Ukraine có tên là Stanislav Kurch và Mykola Kurspiot sau khi hai người này bị cáo buộc tham gia vào một cuộc chiến tranh ở Chechnya vào những năm thuộc thập niên năm 1990. Việc phóng thích tù nhân là một trong những điều khoản được ghi rõ trong Hiệp ước Hòa bình của Minsk, vốn đã được Ukraine và nhóm ly khai thân Nga ký kết tại Belarus vào tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên là nhân hiệp định này thì đang có nguy cơ bị đổ vỡ do các bên tham chiến ở miền đông của Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu nhường nhịn lẫn nhau. Biểu tình phản đối Tổng thống Nicolas Maduro đang ngày một leo thang ở Venezuela. Thưa quý vị, hàng ngàn người ủng hộ đảng đối lập đã cùng nhau xuống đường biểu tình tại một thành phố lớn của Venezuela vào ngày thứ Tư, 26 tháng 10, nhằm mục đích yêu cầu chính phủ phế truất Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro. Liên minh đối lập của Venezuela hy vọng số người tham gia biểu tình chống chính phủ lần này sẽ vượt ngưỡng là 1 triệu người, cũng giống như một cuộc tuần hành trước đây. Thì cuộc biểu tình lần này cũng đã biến thành bạo động, khiến cho nhiều người bị bắt giữ và trọng thương. Và một tiểu bang miền trung của Miranda, một cảnh sát viên đã bị bắn chết vào tối thứ Tư cùng ngày. Lực lượng cảnh sát tỉnh Miranda, nơi lãnh đạo đảng đối lập Venezuela Henrique Capriles làm thống đốc cho biết, cái chết của viên sĩ quan không có dính líu tới người biểu tình. Và nhiều cuộc đụng độ khác cũng đã xảy ra tại các thành phố gần thủ đô của Caracas, điển hình là Mérida và San Cristobal. Tính đến nay đã có hơn 208 người biểu tình bị bắt giữ trên toàn quốc và trong đó có 119 người bị bắt giam vào tối thứ Tư, vốn được mệnh danh là quốc gia sở hữu lượng dầu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên là sau nhiều năm chi tiêu không kiểm soát thì nguồn ngân sách của Venezuela đã trở nên kiệt quệ và cuộc khủng hoảng kinh tế, tình trạng thiếu lương thực, tỷ lệ lạm phát và tội phạm tràn lan hiện nay đang ngày một leo thang quốc gia châu Mỹ Latin nêu trên. Các tay súng sát hại các nhân viên an ninh Saudi có dính líu tới những vụ tấn công khác. Truyền thông quốc tế vừa loan báo thì các tay súng không rõ danh tính vốn từng ra tay sát hại hai nhân viên an ninh tại thành phố của Dammam của Saudi Arabia vào ngày thứ Ba 25 tháng 10 và hiện đang được có dính líu tới những vụ tấn công khủng bố trong khu vực trước đây. Trong một thông báo đăng trên mạng xã hội Twitter vào ngày thứ Năm 27 tháng 10, thì Bộ Nội vụ của Saudi Arabia cho biết kết quả điều tra sơ bộ cho thấy những tay súng này từng tham gia vào các vụ tấn công khủng bố ở hai thành phố Wadi và Dammam. Trước đó, vào hồi tháng 9, cũng đã có hai cảnh sát viên bị bắn chết tại Dammam. Danh tính của những kẻ tấn công đến nay vẫn chưa được tiết lộ, nhưng chính phủ nghi ngờ chúng thuộc cộng đồng thiểu số của Sidi. Quân quốc Saudi Arabia hiện đang được chính phủ theo dòng Hồi giáo Sunni lãnh đạo. Bên cạnh đó, lực lượng thánh chiến cực đoan thuộc dòng Hồi giáo Sunni hay còn gọi là ISIS cũng thường xuyên tấn công các nhân viên an ninh ở Saudi Arabia. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Hoa Kỳ dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen về Ankara. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ
Berkul Bodas đã vừa kêu gọi chính quyền Washington dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong ở tiểu bang Pennsylvania từ năm 1999 về Ankara để xét xử sau khi người này bị cáo buộc đứng sau màn đảo chính quân sự bất thành vào ngày 15 tháng 7 vừa qua. Tuyên bố nêu trên đã được Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra sau một cuộc họp với người đồng nhiệm Hoa Kỳ là Loretta Lynch vào ngày thứ Năm 27 tháng 10, nhân chuyến viếng thăm tới thủ đô của Washington DC. Tòa Bạch Ốc vào cùng ngày cho biết thì chính phủ đang xem xét lại những chứng cứ do Ankara cung cấp trước khi ra quyết định dẫn độ ông này về với Thổ Nhĩ Kỳ. Rất nhiều họ hàng trong đó bao gồm cháu trai, cháu gái và anh em họ của giáo sĩ Fethullah Gulen bị chính quyền Thổ bắt giữ kể từ tháng 7 vừa qua. Tính cho đến nay thì hơn 60.000 người trong quân đội, tòa án, dịch vụ, dân sự và các trường học đã bị giam giữ hoặc là sa thải. Một người đàn ông bị bắn thiệt mạng bên ngoài tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Kenya. Hãng thông tấn Daily Nation của Kenya vào ngày thứ Năm 27 tháng 10 loan báo, một người đàn ông đã bị bắn chết bên ngoài tòa đại sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Nairobi sau khi dùng dao nhọn tấn công các nhân viên an ninh đang đứng canh gác bên ngoài. Động cơ của một vụ tấn công này dẫn đến vẫn là một ẩn số. Không có bất kỳ một ai trong các số nhân viên làm việc tại tòa đại sứ Hoa Kỳ bị thương. Phát ngôn nhân Cơ quan Cảnh sát Quốc gia của Kenya George Kainoti cho biết đã mở một cuộc điều tra tường tận và vụ nổ súng chỉ đơn thuần là một hành động tự vệ của nhân viên an ninh. Kính thưa quý vị khán giả, bản tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thế giới ngày hôm nay. Đức Mỹ chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúc cho quý vị có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.